Xin chào chị các bạn. Bữa trước mình đã hướng dẫn chị các bạn cái một phần là mình tạo một số cái trang ví dụ tân chủ giới thiệu tư vấn làm việc liên hệ và mình tạo một số cái category và tạo một số cái category về blog, category về bài viết. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn chị các bạn cách mình đăng sản phẩm hoặc mình đăng bởi cái tin tức lên trên website của mình ha. Rồi bây giờ mình đầu tiên mình sẽ vô trong vấn đề nha. Đây bài này tôi hướng dẫn các bạn mình đăng cái bài viết tin tức trước nha. Đây bài viết tin tức thì ở đây mình sẽ vô cái trang web mẫu của tôi nha. Demo 8 và mình sẽ vô một tư vấn làm đẹp. Đây dù đang cái bài là giao hợp công suất hiệu quả như thế nào ấy. Rồi đang bài này rồi thì trước khi đăng thì mình phải tạo story rồi đúng không, rồi thứ đăng mình sẽ đăng nhập quản trị và bài viết của mình. Mình vô một tất cả bài viết đó, mình vô viết bài mới đây mình đăng. Thì trước khi đăng thì tôi sẽ chỉ cho bạn một công cụ để mình có thể đăng bài dễ dàng hơn. Phần đây là phần công cụ soạn thảo mới của một web, nó hơi khó đăng cho mấy bạn mới, cho nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn mình sẽ tạm thời mình sẽ thay đổi cái giao diện đăng bài viết này thành một giao diện khác nha. Để thay đổi thì mình sẽ vào một gọi là login. Rồi đi luôn. Rồi login. Rồi cài mới. Mình sẽ tìm một login là wp-extra. Cái này có rất là nhiều công cụ cho mình để mình tắt mở cái web rất là dễ dàng. Mình kiếm wp-extra đây. Với COB cài nha. Rồi đợi xin cài vô. Kích hoạt. Rồi kích hoạt xong thì mình sẽ thấy một menu ở đây. Nếu như các bạn coi video này các bạn cài xong mà chưa thấy thì mình kiểm tra lại cái login của mình đã kích hoạt chưa, nếu chưa kích hoạt mình vô kích hoạt ha. Rồi sau kích hoạt xong mình sẽ thấy cái menu wp-extra đây. Mình vô đây để mình cấu hình. Ở đây mình để mình cấu hình cái phần mà soạn thảo bài viết đó. Đây là tắt view template, đây mình sẽ vào tất cả rồi thêm ở menu insert luôn đó. Ở đây nó có cho mình thêm một số chức năng, đó là nút đăng bài, bật lên nút đăng bài lên, tạo nút đăng bài khi bạn di chuyển cho dễ dàng. Nhân bản bài viết trang như là bài viết nó sẽ copy ra để nhân bản cái chết luôn. Còn vô muốn cấm sao chép không đó. Cho phép sử dụng tập tên SPG đó. Rồi mà rồi dù mình muốn muốn mà cấm comment thì mà bấm vô đây. Rồi vô chỗ này chưa. Thứ hai qua cái tab hình ảnh. Tab hình ảnh thì mình có tự động solo hình ảnh và bài viết không có luôn, nghĩa là khi mà mình copy hình ảnh từ một website khác về website mình thì hình ảnh nó sẽ tự động đó upload lên website mình luôn. Vậy cho tiện lợi sau này lỡ hình ảnh ở website vệ tinh mà nó mất đi thì mình vẫn còn CMA thì tất cả chỉ tin mới và tất chỉ tin mới thôi, liên kết tập tin ra phương tiện ok luôn. Tên ảnh thì đây mình để là tên ảnh là lấy cái tên may đi nha, tên ảnh nè đó may ảnh tự động của anh đại diện. Cái này tự động là cái gì có luôn ha. Còn sale hình ảnh có luôn, tự động thì sale ảnh không cần mấy nước nén này, mình không cần ha. Đó, tự động là đại diện là khi mà mình đăng bài tự động nó lấy hình đại diện luôn, nếu mình có chức năng này ha. Rồi luôn. Rồi. Cái phần còn lại thì mình để hoạt định mình không cần. Qua phần WooCommerce này. WooCommerce này mình có cần không? Mình cần cấu hình không? Tạm thời như đó đi, mốt mình cần tiếp thì mình làm tiếp.
rồi đó. Rồi sau khi comment xong rồi mình quay vô cái phần bài viết nè, viết bài mới luôn à, thì mình thấy cái giao diện mình đổi lại cho nó đơn giản gọn hơn, nên mình chỉ đăng bài viết thôi, đơn giản gọn hơn nha. Rồi rồi mình sẽ đăng một cái bài là da hỗn hợp và cách chăm sóc da hiệu quả ha, đăng bài này lên. Rồi tôi copy tiêu đề qua phần thông xe, copy tiêu đề qua ha đó. Rồi mình copy nguyên cái nội dung qua luôn. Copy phần thông xe mình về vô. Đây có mấy cái bị lỗi hình mình bỏ đi, rồi mình đưa vô một tư vấn làm đẹp nha. Sau đó đây đây tự động lấy hình đại diện, nếu như mình không có WPSK này mà bật chức năng tự động lấy hình đại diện thì mình phải làm thêm hình đại diện nữa. Hình ảnh ở đây, Wikimedia mình thấy nè, Wikimedia tự động lấy hình về cho mình luôn. Rồi cách đăng nhanh nhất, rồi bây giờ tôi được chuyển mình cách đăng, mà cách đăng thứ hai là mình sẽ tự ốp hình bằng tay lên luôn, hay ốp hình bằng tay lên luôn chứ không có đăng tự động nữa. Viết bài mới ha, viết bài mới, mình sẽ đăng cái bài và thứ hai da nhạy cảm nè. Thì là mình đang thủ công thì đầu tiên mình phải share tấm hình về ha. Tấm hình này ở đây không có, đây không có hình, đây mình cứ mà khác đi. Đây đầu tiên mình lít phải vô share tấm hình về, hay share tấm hình về trước. Sau đó mình mới là viết tiêu đề nha. Rồi sau đó mình mới copy nội dung. Nhìn đây. Đó, rồi sau đó mình mới thêm hình vô, ví dụ đây chỗ này hình đây ha, mình đã thêm media. Hình này mình bỏ đi. Hình này tại vì hình đây sang khác, thêm media nè, rồi sau đó tải media, chọn tập trên, còn tập trên rồi sau đó mình mới dẫn nó tới cái media mình vừa tải về, rồi biết nè, chọn vô, media sẽ tải lên rồi mà kèm vào bài viết, sang thứ hai mình canh và hình ảnh tương tự hình ảnh khác mình cũng làm giống vậy, hết hình, đó, rồi bấm vô một tư vấn làm đẹp, rồi đặt anh đại diện. Rồi. Rồi sau đó mình mới đăng. Rồi sau khi đăng bài mình coi bài viết mình ở đâu, view lên. Nếu như bài trước mình đã có tạo menu rồi, bài trước mình có tạo menu rồi thì mình sẽ dần vô phần tư vấn làm đẹp đây để mình coi. Sẽ có hai bài viết mình mới đăng. Còn như bài trước mình không có làm bằng menu thì bây giờ mình không biết lít vô đâu để mình coi hết. Đó. Đây. Đang làm đây. Đó. Rồi. Ví dụ như là bây giờ mình tiếp theo thì mình sẽ đăng một cái bài viết nhưng mà dạng như là từ một cái file Word. Ví dụ bài viết mình soạn từ một cái file Word và có hình ảnh đầy đủ trên đó thì mình đăng lên như thế nào? Nè, video tiếp theo sẽ hướng dẫn các bạn cách mình đăng bài viết từ một cái file Word nha. Rồi kết thúc video này.